đâu không mày đen nè, lên hình dòng tao vẫn trắng. À giờ mới cấp á hả? Không phải mọi người ơi, tại vì trời hiện tại đang rất là mưa. Không luôn, mọi người ngoài cũng khô ráo luôn á. Nè đây nè, tất cả mọi người đều khô ráo. Tại vì mọi người mọi người hôm nay có dùng eyeliner với lại mình, mascara. Không, không có eyeliner. Hiện tại thì mình có mình đã được vô đây chú rồi, chỉ có ở đây chỉ có bài của tụi mình chú ở đây thôi. Vì sao giờ tại sao cả cái quán nè? Mọi người nhìn nha, cả cái quán trống trơn. Chỉ có cái bàn này được ngồi thôi. Mà còn có đeo cái phiếu nữa. Không, tại vì anh Trung mình có cái giọng quen. Tại vì anh Trung mình có cái gì xin. Xin cứ chất lượng là rất chất. Cực chất rồi là chất lừ. Chất mà mệt mỏi luôn á con. Lặt lừ luôn á. Nè mọi người nhìn nha. Quá không có ai hết trơn, có nguyên bàn ngồi vậy đó. Tại bàn này có đeo thẻ nè. À. Cái thẻ này là tên gì ạ? Bởi vậy bé nói là bạn không cần nhiều nhưng phải chất lừ. Đặc biệt là bạn đại gia là không thể thiếu. Mọi người biết không? Trong hình có 3 người, mọi người hãy đoán xem. Trong cô hình có 3 đứa áo bông, mọi người hãy đoán xem là đứa nào. Là Nhâm Phương Tam chứ là ai? Đúng rồi mọi người ơi. Anh Nhâm Phương Tam chi tiền rất là mạnh nha mọi người ơi. Nhâm Phương Tam chi tiền rất dữ nè mọi người, phải các bạn kết Facebook với Nam đi chơi với Nam rất được nha. Làm thân với mỗi lần mà có tiệc tùng thì là Nam tặng tặng đồ hiệu thôi. Ai không chơi với Nam là một thiệt thật. Đúng không con? Tặng đồ hiệu luôn nè. Đó ok. Dolce Gavin ạ. Ok, vô luôn, vô. Mọi người nha. Anh Nam có cái túi LV kết hợp với Disney nữa mọi người. Anh Nam có một cái túi LV Fit Disney. LV mà LV Fit Disney mà trong hãng chưa bán không nha mọi người. Anh đang xách túi Gucci luôn nè. Đó quá, đó. Mọi người nhìn được đi. Túi Gucci là của Nam á. Được chưa? Ở Sài Gòn Nam mới đi sách lắm chứ có ra biển mới sách nhiều thôi. Tại vì thật ra Sài Gòn cũng còn khán giả nữa. Vlog này sẽ có tên đơn giản là Nhâm Phương Nam sách vỏ gu xì mẫu nữ đi tắm biển Phú Quốc. Nam ngồi gần cho em để em còn lấy hình để làm thumbnail nè.